xác định danh tính hai bộ xương trong rừng ở gia lai. Kết quả giám định ADN xác định hai thi thể tử vong chỉ còn phần xương ở khu vực rừng thuộc xã đắc rông, huyện cờ bang gia lai là cha con. Ngày 10 tháng 10, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cờ bang gia lai cho biết đã có kết quả giám định ADN của hai thi thể chỉ còn lại phần xương tại khu vực rừng thuộc xã đắc rông, huyện cờ bang và người thân. qua đó nhà chức trách đã xác định được danh tính nạn nhân là anh H.Q.B sinh năm 1985 và con trai là HQK, sinh năm 2011, thường trú tại đường An Dương Vương, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, báo chí đưa tin khoảng 15 giờ ngày 22 tháng 8, Công an xã Hiếu, huyện Con Plong, Con Tum nhận được tin báo của người dân thôn Con Plong trong lúc đi tìm lan tại khu vực rừng giáp danh giữa xã Hiếu với xã Đắk Rông đã phát hiện hai thi thể người chỉ còn lại phần xương. Tại hiện trường, công an phát hiện một thi thể nằm dưới đất và một thi thể nằm trên võng đã bị phân hủy hoàn toàn, chỉ còn hai bộ xương khô quanh hai thi thể có nhiều vật dụng như ba lô quẹt lửa dao song nồi hai bức tượng mang tính tâm linh cùng một số tư trang cá nhân khác sau khi xác định được vị trí lực lượng chức năng tỉnh gia lai đã tiếp nhận điều tra vụ việc người thân nạn nhân tiết lộ trước đó gia đình anh b nợ nần nhiều nên bán nhà đi nơi khác thời gian gần đây có nhiều người là chủ nợ do không liên lạc được với anh b nên đã tìm đến nhà hỏi thông tin đòi nợ